Kết quả DC United 1-3 Inter Miami, Suarez lại cứu đội. Tiền đạo Luis Suarez đã tỏa sáng rực rỡ ở trận DC United vs Inter Miami khi anh vào sân từ ghế dự bị và lập một cú đúp bàn thắng giúp đội khách ngược dòng thắng 3-1. Bàn thắng DC United vs Inter Miami. DC United, Stu, 14. Inter Miami, Campana, 24, Suarez, 72, 85. Thẻ đỏ DC United vs Inter Miami. DC United, Pedro Santos, 90. Làm khách tới sân của DC United, Inter Miami không có được sự phục vụ của Lionel Messi do chấn thương. Trong khi đó, Suarez và Jordi Alba lại ngồi dự bị. Không có những ngôi sao hàng đầu, Inter Miami đã gặp rất nhiều khó khăn trong những phút đầu tiên. Tới phút 14, họ đã sớm bị thủng lưới. Tiền vệ Jesus có tình huống dứt điểm gọn gàng đưa DC United vượt lên dẫn trước. Sau khi nhận bàn thua, Inter Miami mới bắt đầu dần lấy lại thế trận và có được bàn gỡ chỉ sau đó 10 phút. Phút 24, Leandro Campana đưa trận đấu về vạch xuất phát với tình huống băng vào dứt điểm rất nhanh. Ở những phút sau đó, dù cả hai bên đều tạo cho mình những cơ hội rõ rệt song đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1. Bước sang hiệp 2, Inter Miami tiếp tục là đội chơi tốt hơn. Đáng tiếc, sự vô duyên trước khung thành trong khoảng hơn 20 phút đầu tiên khiến họ chưa thể tìm được đường vào khung thành của đối thủ. Chỉ đến khi Suarez vào sân, bước ngoặt mới xảy ra. Tiền đạo người Uruguay được tung vào sân ở phút 62 và chỉ 10 phút sau đã điền tên lên bảng điện tử với tình huống chạy chỗ không ngoan để dứt điểm ở cự ly gần đưa Inter Miami vượt lên dẫn 2-1. Cũng chính Suarez là tác giả của bàn thắng thứ 3 ở phút thứ 85, qua đó giúp Inter Miami gia tăng cách biệt lên thành 3-1 trước DC United. Với cách biệt 2 bàn, đội chủ nhà không cách nào có thể san lấp. Thậm chí, họ còn bị mất người khi Pedro Santos phải nhận thẻ đỏ ở phút 90. Chung cuộc, Inter Miami giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1 trước DC United. Kết quả này giúp họ tạm vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng miền đông của MLS với 10 điểm sau 5 trận. Tuy nhiên, Miami đang thi đấu nhiều hơn các đối thủ bám đuổi phía sau tới 2 trận. Đội hình thi đấu DC United vs Inter Miami. DC United, Alex Bono, Aaron Herrera, Bartlett, Msvay, Pedro Santos, Petola, Stru, Martin Rodriguez 79, Pirani, Fletcher 65, Glick, Bentet, Dajom, Murel 75. Inter Miami, Calendar, Ochoa, Avin, Frey, Cristo 31, Allen, Gomer, Busquets, Redondo, Dressel, Alba 76, Campana, Bogolin 75, Robert Taylor, Suarez 62.